Hôm qua Bổn Thị xảy ra một vụ án giết người. Ba tên tình nghi đã chạy vào ba rượu nổ súng khiến một người chết và ba người bị thương. Kẻ chết tên là Garcia, 42 tuổi, trúng 6 phát đạn và chết tại chỗ. Cảnh sát đã chứng thực kẻ chết là tên đầu sỏ của tập đoàn phạm động. Một số nhân viên cảnh sát đã bao vây ba tên có quốc tịch Trung Quốc. Hoài nghi là tội phạm giết Garcia, hai bên nổ súng rất kịch liệt, có một hung thủ bị bắt tại chỗ. Tên hung thủ bị bắt tên Lý Đương, 17 tuổi. Ở Hồng Kông đã có nhiều kỷ lục phạm tội. Cảnh sát tin rằng hai tên đồng đảng đã chạy thoát là người Hồng Kông. Trong đó có một người là nhân vật chủ sự. Lý Đương. Bổn tòa phán định tội danh mưu sát thành lập. Căn cứ theo pháp luật của bổn địa phương, hình phạt cao nhất là tử hình bằng ghế điện. Nhưng mà lúc phạm tội tại Mỹ chỉ được có 17 tuổi. Căn cứ theo án lệ xưa này thì bổn pháp định xử ngồi tù 40 năm. Giết người đã thay đổi số mạng suốt đời của tôi. Trước kia, cô gái đua xe, đánh lộn, thậm chí điên cướp, những chuyện trong đời này tôi hầu như không còn nhớ rõ. Bây giờ việc mà tôi biết rõ nhất đó là căn phòng này, đó là thời gian thừa thải và cái xác không hồn đang chờ chết. Có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa không? Cho tôi cơ hội để thay đổi hoàn cảnh. Thay đổi con người, thay đổi chuyện cũ và thay đổi tất cả. Năm đó quốc gia xảy ra nội loạn, chính phủ cũ rơi đài và chính phủ mới đã lên ngôi. Những tội phạm như chúng tôi tất cả đều được giảm án. Quan mới lên nhậm chức, họ nhất định sẽ làm việc tốt. Sáu năm sau, lại có một tổng thống mới lên nhậm chức. Tôi lại được giảm hình một lần nữa. Cộng thêm, họ nói hạnh kiểm của tôi được tốt. Về hình kỳ, chỉ còn lại 12 năm. Bước ra khỏi chỗ này, không bao lâu chuyện đó sẽ là thật. Thật ra bên ngoài thay đổi thế nào, tôi thật sự không muốn biết. Tôi chỉ biết là tôi rất sợ và rất là hoang mang. Không cần biết thay đổi thế nào, nhưng bao nhiêu năm nay chỉ có một người bạn tới thăm tôi. Không bao lâu nữa tôi được ra ngoài uống rượu với ảnh. Hy vọng những ngày tháng này tới thật nhanh.
Are you Mr. Donnelly? I'm from the car rental company. Mr. Chan Hoon sent me. Come on, hop in. Excuse me, sir. Can I help you? It's okay. Are you visiting someone? Yes. Presidential Suite. This way, sir. Anh là Lý Đương đó hả? Xin mời vô. Tên của tôi là Francis hả? Hello. Yes. Yes. Thanks for calling. Yeah. Khách sạn có gọi lên hỏi tôi có người khách tới tìm tôi phải không? Anh Hùng đâu? Anh Hùng? Anh Hùng nào? Là do kinh lý của tôi đặt phòng kêu tôi tới đây chờ anh. Hay là anh đi tắm trước đi.
Alo. Đông Dương, lâu quá không gặp ha. Còn nhớ tôi không? Anh Hùng. Con nhỏ đó có gì ý không? Cảm ơn. Cũng nên mà, ngồi bao lâu nay thì hưởng thụ mới được chứ. Có phải đang ở trong phòng chủ nhân không? Ừ. Đừng cúp dây nha, qua phòng khách nghe đi. Alo. Đi coi dưới sàn giường, tôi có để mới đồ cho anh. Alo. Có thấy món đồ chơi mà thích nhất không? Anh muốn tôi giúp gì đây? Dơm ra cửa sổ coi. Có thấy một người đang diễn thuyết bên kia được không? Thấy. Dùng cái rocket thanh toán hắn, sau đó giết chết con nhỏ, lập tức rời khỏi khách sạn. Mark sẽ đón anh ngoài cửa. Làm xong vụ này, tối nay tôi sẽ tẩy trần trần. Alo. Alo. Tôi về trước có được không? Đứng lại. Người diện thiếu ở quảng trường là người nào? Là tổng thống hậu tuyển của giới này, Velasco. Hỏi người tiếp gì? Có số điện thoại người khi nãy gọi tới không? I just received a phone call. Do you have a record of the caller's number? Okay, thanks. Cậu nói không có kỷ lục. Mặc áo vô rồi khỏi đây. Alo, Đương hả? Sao lâu quá vậy? Cái gì? Anh bây giờ đang ở đâu? Đừng có hỏi nữa. Người hậu tuyển đang đi vào bên trên. Mau lên, không còn thời gian nữa. Anh trở ra làm khó tôi. Anh Hùng muốn chứng minh anh vẫn còn như là 12 năm trước. Đương à, đây là cơ hội tốt để cho anh biểu hiện. Tôi không giết ông. Kêu anh Hùng gọi tới nói cho rõ đi. Yeah.
Đừng giết tôi. Đừng giết tôi. He's just left the suite. Where's he going? He's heading for the elevator area. Số rồi bấm ok là được. Chờ tôi đi kiếm điện thoại công cộng. John, tôi phải pay for. I'm a reporter. The suspect wants to talk. Is there anybody who can speak Chinese? 1 minute. Stay on the line. Keep him on the line. Ông kia mình chờ một lát.
Let's go. We can't do that. They'll kill all of us. NJ hotline. It's her. Alo. Xin lỗi quý danh. Hồ Đương. Cảnh sát cao cấp Bộ Chính trị. Ông Hồ Tiễn không phải lý do tôi giết. Có phải anh đang uy hiếp con tin không? Tôi vô tội. Anh nghe đi. Thực ra cái súng Hồ Tiễn đó không có bắn ra. Có lẽ anh không phải là hung thủ, nhưng nhất định có liên quan tới anh. Anh đi tự thú đi. Chúng tôi sẽ giúp anh mà. Alo. Alo. Stop. Alo. Alo, xảy ra chuyện gì? Có nghe hại con tin không? Nói giọng đi. Alo. Nè, có nghe hại con tin không? Chúng tôi không sao. Chúng tôi không sao. Tôi tự thú cũng được. Trừ phi kiếm được người Hồng Kông tên là Trần Hùng. Chẳng chút. Hắn khoảng 40 tuổi, theo lẽ chưa xuất cảnh. Hắn đã gọi tới khách sạn kiếm tôi. Không tin điều tra đi. Tôi liên lạc với ông sau. Tôi không biết lái. Ngồi qua bên. Anh nên đi tự thú không? Kiếm không ra Trần Hùng, tôi không thể chứng minh thanh bạch. Cảnh sát nhất định đem tôi chết thế. Cô phải hiểu cho rõ. Cô tính ngoài đường thiếu gì? Tôi không cần bắt cô. Tôi tên Lý Đường. Cô tên gì? Tôi tên Annie. Annie, tôi biết cô là ký giả. Tôi muốn trong lúc thích đáng cô đem sự thật nói ra ngoài. Có thể vô mua bộ đồ giùm tôi không đây? Tôi mặc sai lớn. Không muốn mua có thể đi về. Tôi mới được ra tù sáng nay. Trước khi tôi là tội phạm giết người. Cái người này, trước khi mà tôi giết hắn, tôi chỉ biết hắn mặc quần áo màu gì. Tương quan thế nào tôi cũng không biết. Cho tới lúc tôi bị người ta bắt thì tôi đọc trên báo mới biết được cái tướng của hắn.
Đã 12 năm. Tôi đã 28 tuổi. Đây là tất cả gia tài của tôi. Hôm nay trong khách sạn, gia trưởng Hồng kêu tôi giết người hậu tuyển đó. Nhưng tôi không nỡ ra tay, bởi vì tôi tự hứa với mình, sau này mỗi khi làm chuyện gì thì tôi phải biết lý do. Tôi là bên sáng tác, tôi có thể viết câu chuyện của anh ra không? Tôi sẽ đưa cho anh coi trước, nếu như không có vấn đề thì tôi mới đăng. Không sao, tôi đâu có chuyện gì giấu người ta chứ. Cô tự nhiên viết đi. Your keys. Tôi sinh ra chỗ này. Má của tôi, bà là một kỹ nữ. Lúc mà tôi còn nhỏ, Trần Hùng đã giới thiệu tôi qua Hồng Kông để làm việc. Sau đó chúng tôi đã cùng ở chung với nhau. Chưa được một năm thì má của tôi bị mất tích. Không có ai biết bà đi đâu. Tôi cũng không muốn biết. Trần Hùng có đi lính và có đánh giặc. Có một người tên Mark là bạn của tôi, đã theo ổng từ nhỏ tới lớn. Ổng dạy chúng tôi biết về súng ống, để chúng tôi phạm pháp giùm ổng. Sau khi ra tù, tôi đã quyết định làm lại cuộc đời. Tôi không muốn 28 năm sau lại có thêm một phong bì văn kiện. Không biết anh Mark đã xuất cảnh chưa? Cục di dân và sân bay có thể điều tra được. Tôi kiếm giùm anh. Cảm ơn. Muốn thay đổi mình không phải là chuyện dễ đâu. Nhất định là phải có nghị lực và tự tin. Alo. Đã kiếm được Trần Hùng chưa? Kiếm được rồi. Anh muốn gặp hắn ở đâu? Chờ nhau ở cầu sát khu tàu. 2 giờ trưa ngày mai. Không nhìn thấy hắn tôi không xuất hiện đâu. Tôi muốn có chụp lại giùm tôi quá trình ngày mai tôi gặp cảnh sát. Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Xuống xe để tôi coi. Trên xe là đồng sự của tôi. Anh nói cái gì? Trần Hùng không tới. Hắn chờ anh trong văn phòng của tôi. Theo tôi về gặp hắn đi. Đừng có nói thêm. Không gặp Trần Hùng tôi không theo ông về.
Anh chạy không thoát đâu. Chúng tôi đã bao vây rồi. Để dám kêu ông tới đây tôi đã có chuẩn bị. Tôi không muốn bạn của tôi gây hại tới ông. Thằng Hùng đã chết rồi. Không thể nào. 8 năm trước nó bị xe đụng. Cái xác đã cháy thành than. Hắn hôm qua đã gọi cho tôi. Tôi còn nhận ra tiếng của hắn mà. Nếu thật sự vô tội, theo tôi về đi. Tôi giúp anh. Tôi khẳng định hắn chưa chết. Ông kiếm được hắn tôi sẽ đi tự thú.
chính là Kinto. Tôi là tổ chức lính cố dùng. Người hậu tuyển bị ám sát, cho nên chánh đảng của bọn ổng đã mời chúng tôi đi điều tra hung thủ giết ổng. Người hậu tuyển không phải là tội giết. Tôi biết. Nếu như anh giết thì anh không điện thoại cho cảnh sát đâu. Anh đã bị lôi cuốn vào. Sao anh biết tôi gọi cho cảnh sát? Tin tức của chúng tôi anh không cần biết. Tóm lại anh là người gì, tại sao lại bị ở tù, chúng tôi cũng biết rất rõ ràng. Tôi tin rằng anh sẽ hợp tác với chúng tôi để tìm ra hung thủ, rửa thoát tội trạng. Mục tiêu của mình như nhau. Anh giúp chúng tôi cũng như là giúp anh vậy. Tôi không có hại anh đâu. Tôi cần thời gian suy nghĩ. 24 tiếng đồng hồ đủ chưa? Bây giờ tất cả toàn thế giới này đều cho anh là tội phạm quốc tế. Anh nên cẩn thận. Chỉ cần anh không chết, chúng tôi cũng có khả năng cứu anh. Ta sẽ coi chụp hình giùm ảnh. Anh muốn tôi giúp ảnh chụp lại chứng cứ lúc mà hai người gặp mặt? Cô bộ cũng phải là con tin đơn giản. Nếu xã tạp chí của cô không báo cảnh sát, cô có báo cảnh sát không? Không phải là tôi đang chờ không hay sao? Alo. Alo, Annie hả? Thằng Dương đi. Anh sao hả? Tôi muốn biết được anh Mark đã xuất cảnh chưa. Bạn của anh hình như là đi du lịch Hồng Kông rồi. Hả? Anh đã qua Hồng Kông. Anh Paul à, tôi đang chờ khẩu cung ở tiệm cảnh sát. Phải? Hay là tối nay mình nói chuyện nha. Chúc mừng anh đã được giảm hình. Còn 6 năm nữa thì anh sẽ được ra. Bảo trọng nha. Bên ngoài còn rất nhiều việc đang chờ chúng ta. Hỏi ông dùng gì? Bia. Được. Nè cô à. Hả? Tôi muốn kiếm anh Mark. Mark? Ở đây không có ai tên Mark hết. Xin lỗi, địa chỉ này có đúng không đây? Đúng. Chuyện gì? Anh quay. Ông tôi kiếm người. Ông muốn kiếm ai? Kiếm anh Mark. Ông là ai? Tôi tên Lý Đường. Anh là Đường Đường hả? Anh Mark lúc mà uống vài ly bia có nhắc chuyện quay phòng của anh đó. Gì à? Tiểu Dân, khui hai chai bia. Dạ. Ê, khoan đã. Khui chai rượu chát. Dạ được. Tôi muốn gặp anh Mark. Không thành vấn đề, tôi sẽ an bài cho. Nếu mà anh gặp được anh, chắc anh mừng lắm. Anh Mark hẹn anh 2 giờ trưa mai, chờ nhau ở dưới năm cột cờ.
Anh bạn à, cái tờ giấy này là bạn của anh kêu tôi đưa cho anh đó. Anh biết giờ đâu? Kìa, hồi nãy ở trạm xe bus. Tướng của anh thế nào? Cao hơn cậu, tóc cũng dài hơn cậu. Vậy đi nha. Chủ đang bắt mèo, tất cả hãy cẩn thận. Anh kiếm tôi? Được là mẫu, anh không nhanh bằng tôi đâu. Có ai nhận được không? Báo cáo vị trí con chuột. Kevin, báo cáo vị trí con chuột. Đang gãy trong phòng thay đồ. Tôi sẽ lập tức tới ngay. Là gì? Tôi không biết. Nói. Mẹ, anh đừng làm mẫu. Bắn đi. Muốn chết hả? Họ có người đang tới. Carrie. 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 Kevin. Anh ở đâu? Kevin. Là đảm đến cô Dung. Kevin, anh không sao chứ hả? Kevin, anh sao hả? Lâu nay không gặp, không có gì để nói với tôi sao?
Sau khi tôi ra ngoài, đã thấy anh giết rất nhiều người. Gì hả? Giết người là chức nghiệp của tôi mà. Anh cảm thấy thoải mái sao chứ? Không nghĩ thì thoải mái. Anh có biết là hôm đó anh không có giết Blasso, tôi gặp nhiều phiền phức hay không? Sau khi ra ngoài, tôi không muốn đi lại con đường cũ. Bộ anh tưởng rằng tổng thống xuống chức lên chức là anh được thả sao? Anh có biết là tôi năn nỉ giùm anh trước mặt của anh không biết bao nhiêu lần không? Tôi phải làm cho anh tin anh là người của mình. Vậy thì anh mới được trở ra. Tôi lấy mạng tôi để đảm bảo cho anh ra, cho cơ hội để cho anh tự biểu hiện mình. Anh quả như là nói tôi làm khó anh. Anh làm lại từ đầu, tôi làm sao anh nói với anh Hùng? Cái mạng của tôi do tôi quyết định. Chúng ta vĩnh viễn là anh em tốt. Cho tôi cơ hội nói với anh Hùng đi. Alo. Má, đưa đưa có tiền này không? Anh Hùng, đưa đường đi. Cho tôi có được sống được không hả? Ta đã tha cho mày một lần. Nếu không có ta mà không thể ra tù được. Nếu không có anh tôi đâu có vô tù. Khi ta mất hai điện thoại. Alo. Giết nó cho tao. Dạ biết. Lần này tôi gặp được anh là hy vọng thuyết phục được anh. Có thể an bài cho tôi gặp anh Hùng Ngọc đi. Giờ rồi anh điện thoại tới. Tôi nghĩ là anh đã biết chuyện gì rồi chứ hả? Đã chuẩn bị xong chưa? Đến thăm tôi. Nếu nhanh tự qua được bản thân của mình thì đổ xuống đi. Vận động Phú Long đã xảy ra một án mạng. Một người đàn ông tuổi khoảng 40 bị phát hiện chết ở trong phòng thay đồ. Trên người không có giấy chứng minh nào. Anh tin mới nhận được không? Nạn nhân bị người ta đứng gần bắn chết. Nói đi. Tôi chở về tới khách sạn. Nhận được.
Tôi chấp nhận điều kiện hợp tác của anh. Cảm ơn anh hợp tác. Cảm ơn cứu lại một người của tôi. Nhưng nếu anh đồng ý sớm, tôi đâu có mất một đội viên. Tên thủ đâu? Anh là bạn của tôi. Tôi không bán đứng anh đâu. Dù sao các người cũng đã gặp mặt cảnh. Tôi đi kiếm anh đi. Chỉ cần bắt được Trần Hùng, chúng ta có thể hợp tác. Hiệp, xuống xe lấy chấp hình lại đây. Dạ. Cái đám người này là chánh địch của người khách, là thành viên của Escorter. Anh coi có chúng gì được không? Có người Hồng Kông không đi? Không. Con người này, Dan T. Aquino, người đứng chính giữa là Escorter. Public support has been growing, but still it is not enough to guarantee victory. We should come up with a new strategy, a new idea. I propose an anti-Chinese campaign. For many years, the minority rich Chinese have controlled the economies of this country. Most people are not happy about this. If we can create anti-Chinese emotions, I guarantee we will have the support of the people. I'm not very sure if it is a good idea, but I am sure there will be a Chinese backlash, which could have a negative effect on our country. I'm against the idea. It's too risky. What if we try a safer scheme, like save the poor. Save the poor? But who the hell will save us? Winning is all that matters. When Nasco's murder is still unsolved. Once we win, we can close the case our way. Monster Truck!
confirmed. Right.